Đây có một cái bãi đậu xe các bạn ạ, và có một cái view ngắm biển rất đẹp. Mời các bạn ngắm biển Nha Trang nhé. Đấy, đấy có lan can không ra được, đứng trong này thôi. Quá đẹp luôn. À, dưới này có mấy cái tàu đang chạy này. Ui nguy hiểm nha, trượt chân đây là chết luôn. Đây này, trượt chân đây thì xuống vực luôn. Kia có cái mỏm đá đẹp quá kìa. Đấy. Đó mà check in cho đó là đẹp đấy. Dưới này là con cái bãi này, không có, chắc là không có đường xuống. Có đường xuống đây không bà? Có à? À, đây có một chị bán nước này. Nước dừa. Ok, thế thôi. Đấy có cái bảng từ đây. Chào mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang. 12 rưỡi trưa. Vậy mà đường xá của Nha Trang vẫn đông quá nhỉ. Xin chào, tôi đang có mặt ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Sau lưng tôi chính là Vịnh Nha Trang. Mời các bạn tham quan nhé. Biển Nha Trang đây rồi. Vịnh Nha Trang là một cái vịnh được xếp hạng thế giới luôn đấy. Đây có một dãy lều này để người ta cho thuê tắm biển nằm đây. Bây giờ mực nước này thì từ cái ghế bố này xuống biển xa quá nhỉ, lội bộ mấy chục mét luôn. Con đường này rất đẹp các bạn ạ. Đấy. Phía này là biển, còn bên này thì là những tòa cao ốc, rồi khách sạn cao cấp. Những trái dừa non tơ trông dễ thương quá. Ông Tây này cao thế, linh kinh luôn. Gió quá không bay flycam được nhỉ. Chắc phải là chờ lúc lặng gió thôi. Các bạn chú ý nhá. Đi ở đây thì có hai cái bãi đậu xe được. Một là cái bãi có thu phí của người trông là phải mất 30.000. Thế còn đây là có những cái khu thì người ta đề là nơi đậu xe thì là đậu thoải mái, không ai trông cả. Thế cho nên là cố gắng là tìm được cái chỗ này thì đậu thoải mái. Chứ còn chui bãi kia thì là 30.000. Bạn nào có điều kiện thì cứ 30.000 thôi. Nhưng mà người ta cũng không trông đâu, chỉ bãi thôi. Đấy các bạn thấy không? Nhà rất đẹp luôn. Toàn là những kiến trúc tân kỳ. Hình như đây là viện Pasteur Nha Trang này. Tiếp tục ngắm Nha Trang đi các bạn ơi. Đây là đường Nguyễn Chánh. Chỗ nào cũng thấy xe, xe và xe. Khu vực này thì đêm ấy có cái món là nem. Nem Ninh Hòa. Đây cũng có cái cọng cà phê này. Đấy, phố phường Nha Trang đấy. Bên phải có cái bộ chỉ huy bộ đội biên phòng. Phải rẽ phải mới được, đi thẳng là không được. À, đây cái bùng binh này to nhỉ. Đây là đường Lê Thánh Tôn. Đấy. Bên trái này là có cái nhà thờ đá Nha Trang này. Một cái địa điểm khá nổi tiếng, lát nữa mình sẽ check in. Lý Tự Trọng, đây là Lý Tự Trọng. Bây giờ rất là muốn một là ăn cơm và hai là rửa xe một cái. Xe này mấy ngày hôm nay là mưa nắng em nó cũng bẩn quá rồi. Rồi, có bức tượng này thì bây giờ là rẽ phải rồi. Rẽ phải là ra chợ Đầm.
Vẫn còn nhớ, đấy, cũng là đường Thống Nhất luôn. Con đường này cũng chính là đường quốc lộ luôn, quốc lộ 1 luôn ấy. Ngày xưa đi hành quân qua đây là dừng ô tô ở chợ Đầm này này. Còn mua một cái máy hát dĩa ở chợ Đầm này mang vào Sài Gòn nữa. Lúc mới giải phóng người ta bán đồ nhiều lắm. Trong nhà có cái gì là mang ra bán hết. Chạy vào sân chợ Đầm nhá để các bạn ngắm cái chợ Đầm nhá. Ngắm qua thôi, đấy, các cháu đi học có dễ thương không? Mặc đồng phục như nước ngoài ấy. Đấy, chọn cái áo này là cũng hơi là được. Chợ Đầm, có cái biển chợ Đầm này. Đấy. Đấy, chợ Đầm đấy. Còn trong kia thì lại người ta lại đề là trung tâm thương mại. Khổ quá, cái chợ thì cứ là cái chợ đi. Đây, chợ Đầm đây. Chợ này là chợ hình tròn. Ở giữa là có một cái phun nước và có một cái quán cà phê. Đấy, tôi đã từng uống cà phê ở giữa trung tâm chợ rồi. Đấy, gái đẹp ở đâu đi chợ đâu đây. Đi vòng nhá. Đi vòng đi. Chợ tròn cho nên là có một mấy cái dãy chung cư ở bên cạnh ấy, cũng tròn tròn luôn, theo ôm theo chợ luôn. Bên ngoài thì người ta làm thêm mấy cái mái ra để bán nhưng mà hơi luộm thuộm. Chính cứ để cái chợ nó thể hiện lên. Và bên này là xây đấy, trung tâm thương mại là cái phần xây thêm bên này, chứ chợ ngày xưa chợ tròn tròn chỉ có một tí ở trong thôi. Để xung quanh nó rộng để xe để cộ, xong đấy cứ để thêm một tí. Đấy, xây ra xong rồi trong thì rộng nhưng vẫn cứ lều, vẫn cứ mái rồi ô dù bán chán quá, luộm thuộm. Đấy, hai bên là có hai cái chung cư. Người ta xây cũng cong cong theo cái chợ kìa, cái tòa kia là cong cong kìa. Đi một vòng thế này là coi như là ngắm chợ là hơi kỹ rồi. Theo cái chung cư này nó cong cong luôn à. Cũ quá rồi, lâu quá. Năm 75 vô đã thấy rồi. Khách du lịch cũng đông lắm. Thôi mình không vào nha. Đang trưa này cũng nóng nực lắm. Ngày xưa hay ăn ở mấy cái quán nhà hàng nhỏ nhỏ đây mà bây giờ hình như không còn hay sao. À, bây giờ là cái ngân hàng này. Đấy, chỗ ngân hàng ACB ấy, ngày xưa là một cái nhà hàng nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Ở đây thì bên trái có mấy cái quán bún, bún cá này. Sáng mới ăn rồi, bây giờ không ăn được. Ở đây và ăn nem nướng Ninh Hòa đi. Đấy, có quán nem nướng quá lớn luôn này. Đặc sản luôn. Chả lụa à, khi nào ăn thì trả tính tiền đúng không? Cái này mới là đặc sản của Hòa này chú, đúng Thế không? á? Làm sao nhỉ? Nem Ninh Hòa. Nem Ninh Hòa Đặng Văn Quyên. Đâu ơi? Của chú à? Cái gì đó, Pepsi à? Ô, cái này còn cái gì nữa không hay là ăn cái nào? Rau bánh tráng hay gì không hả? Lần đầu tiên ăn không biết. À đấy, chú vừa hỏi xong không biết có đủ chưa. Mà này bạn bảo là con phần đồ. Như vậy là cái gì? Rồi anh Tráng để cuốn này. Cái này cho rau vào cuốn này cháu. Cho trộn vào được không? Có cay không ta? Đấy, hết chưa? Đủ chưa? Bắt đầu ăn. Cho rau này vào cuốn. Rồi. Ok, lau tay cái. Cảm ơn cháu.
Đấy, đi Nha Trang là phải ăn nem. Mà đặc biệt là quán này là cái quán Đặng Văn Quyên, cũng giống ăn bánh tráng Tây Ninh, rau thơm. Nem xé ra to quá. Hay là ăn được nem Ninh Hòa ở cái quán này gọi là quán Đặng Văn Quyên. Đây là mấy con phố nhỏ nhỏ ở quanh cái chợ đầm này, bây giờ cũng xây dựng lên nhiều lắm rồi, nhưng ngày xưa thì sập sệ lắm. Dọc đây người ta bán bún rất nhiều nhé, bún sứa. Còn đây là khách sạn, một cái khách sạn là Mongolia. Rồi xe mình đâu rồi? Trưa nay lại ăn nem Ninh Hòa luôn. Quá là thắng lợi luôn. Đặc sản. Tính là tối ăn nhưng mà thôi bây giờ ăn được. Quá hay. Biết đâu điên điên lên lại phi thẳng Đà Lạt luôn. Vượt đèo Khánh Lê luôn đấy chứ. Bây giờ là 13 giờ 49 phút rồi. Bây giờ đi ra ga Nha Trang. Một cái ga cổ các bạn ạ. Đây vẫn là đường Thống Nhất đấy. Hồi nãy đi qua rồi, tôi nói rồi. Ngày xưa là đi hành quân qua đây là đi đường này không à. Đậu xe ở chợ đầm suốt. Ngày xưa ở cái khách sạn này, đây Nha Trang Hotel đây này. Là to nhất ở đây hồi đó. Đường Trần Phú thì có cái Hải Yến. Đấy, khách sạn Nha Trang này là ngày xưa ở đây suốt. Như vậy là ở Phan Rang cũng con đường quốc lộ 1 cũ cũng là đường Thống Nhất, bây giờ ở đây cũng là con đường Thống Nhất luôn. Sau giải phóng hào hứng mà con đường nào cũng Thống Nhất hết. Anh em Ninh Hòa này ăn tốt đấy, nó làm như vậy là chất lượng. Đây bây giờ là vào cái vòng xoay này rẽ trái là cái là vào ga Nha Trang. Rồi, xin chào. Hiện nay tôi đang đứng trước cửa ga Nha Trang các bạn ạ, ga xe lửa đấy. Và bên này là một cái công viên. Đằng sau tôi chính là ga Nha Trang. Có cái mái màu đỏ và một kiến trúc là mang cái hơi thở của kiến trúc Pháp. Bây giờ mời các bạn tham quan cái ga này nhé. Ga Nha Trang được khánh thành ngày 2 tháng 9 năm 1936
là nơi chứng kiến nhân dân Khánh Hòa đứng lên đấu tranh, nổ súng chống thực dân Pháp. Cho đến nay, nhà ga vẫn còn giữ được kiến trúc độc đáo thời Pháp. Vào thời đó, trước ga có một vườn hoa rộng, chính là nơi tôi đang đi đây. Nay là công viên Võ Văn Ký, bây giờ thì lại là công viên 23 tháng 10. Tức là lúc mang tên Võ Văn Ký là người mang, là người đã chỉ huy trận đánh quân Pháp ở nhà ga Nha Trang đêm 23 tháng 10 năm 1945 đã hy sinh anh dũng tại nơi đây. Đây chính là cái công viên ở trước ga. Như vậy là cái ga này khánh thành từ ngày 2 tháng 9 năm 1936 cơ. Đây vừa là một cái công trình kiến trúc cổ và đồng thời là di tích lịch sử luôn. Mái ngói đỏ tươi. Ga Nha Trang kính chào quý khách. Nhưng mà trên có cái đồng hồ kiểu mới quá. Có chữ sen, chắc là Senco quá. Đây. Đây chính là di tích lịch sử văn hóa cấm xâm phạm. Phòng bán vé. Ôi, đông phết nha. Trong này đông lắm. Phòng bán vé từ 1 đến 5. Ôi, quá đông người đi luôn các bạn ạ. Tưởng ga nhỏ chứ, nhưng mà ga này là khá lớn đấy. Bên kia có một cái cà phê Ga Coffee. Đây thì bán nước. Không ra đường tàu được các bạn ạ. Thành ra là chúng ta chỉ đi bên ngoài thôi. Phòng hành lý. Nha Trang đang trong cái thời điểm là kỷ niệm 100 năm. Đây là cái khu vực này là khu vực hành lý này, cả cửa ra tàu, rồi sắp xếp hành lý. Đấy, đây là một cái ga cổ và đồng thời là di tích lịch sử luôn. Ok, như vậy là lại thêm một cái điểm check-in nữa. Bây giờ đi tiếp ra chỗ nhà thờ đá nhé. Bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ đá Nha Trang các bạn ạ. Cũng khá nhiều người nước ngoài đang đi phía trước này, người ta đi tham quan cái nhà thờ này. Bây giờ mình cũng theo chân họ đi vào nhá. Nhà thờ chính tòa Nha Trang. Đi đâu vậy? Tôi đi tham quan thôi. Đi một mình à? Dạ vâng. Sao ạ? Ông hỏi nhà thờ 5-10 ngàn gì cũng được. À vâng. À. Dạ. Thì rất đến được chương trình tổng cộng thì cũng bỏ nhà thờ. Vâng, vâng, vâng. À, anh bỏ rồi. Dạ. À, quay phim được hả anh? Được. Đây là công trình kiến trúc đẹp mà, tôn giáo đẹp quá. Vâng, như vậy là anh ấy nói là ủng hộ nhà thờ. Nhà thờ chánh tòa Nha Trang này. À, đằng sau lại là nhà dân nhỉ? À, lối lên đằng sau à? Đây cũng là lần đầu tiên tôi lên đây đấy các bạn ạ. À, nguyên cái dốc này lên luôn thế này. Gia đình con tạ ơn Thánh Phêrô. Hai bên này là các cái tượng các ông thánh. Còn đây là sao cũng nhiều tên quá nhỉ, không biết là những người đã chết à. Chắc chắn đã chết rồi. Ta là sự sống, lại là sự sống. Ai tin vào ta thì dẫu chết cũng sẽ sống. Phúc cho những kẻ chết mà đã chết trong Chúa. Một cái chân lý thôi. Rất nhiều. Đây là những cái bia. Không biết bên trong có xương có cốt gì không. Đấy các bạn thấy không? Nhà thờ đây này. Nhà thờ đá, đúng là xây toàn bằng đá thôi. Trên Kon Tum thì có cái nhà thờ gỗ. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Đây có một cái xô chụp hình cưới này. Thánh cả Giuse, quan thầy giáo hội Việt Nam, quan thầy. Tôi đang đứng trước mặt tiền của nhà thờ đá Nha Trang.
quá đẹp. Đang có lễ các bạn ạ. Không đội nón, không quay phim chụp ảnh cưới. À, quay phim chụp ảnh cưới thôi chứ còn. Đang có lễ. Đây là cái mộ của ông nào nhỉ? Đúng rồi, đây là cái mộ rồi. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, sinh ngày 20 tháng 7, 1931. An nghỉ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang. Rồi đây là mộ của ngài rồi. Trong này đang chuẩn bị có một cái lễ. Thôi mình không vô đâu. Có thể là đưa máy vào quay một tí thôi. Đấy. Bên trong đẹp lắm. Máy vòm cũng bằng đá luôn. Đây là phía sau của nhà thờ này. Có hai cây hoa đại rất to, mọc trên đá luôn. Rồi, đã đến cổng ra rồi. Bây giờ sẽ ra check-in tháp Trầm Hương. Thẳng đường này ra là tới rồi. Tháp Trầm Hương kia rồi. Đấy, mời các bạn ngắm tháp Trầm Hương nhé. Tôi đang đứng ngay tháp Trầm Hương các bạn ạ. Đến Nha Trang thì phải check-in tháp Trầm Hương nhé các bạn. Và đây là tháp Trầm Hương. Mời các bạn tham quan nhé. Tháp Trầm Hương là một công trình kiến trúc biểu tượng của Nha Trang, Khánh Hòa. Tòa tháp này nằm tại quảng trường 2 tháng 4 dọc theo đường Trần Phú. Tháp Trầm Hương là nơi trưng bày hình ảnh và sản vật địa phương và quảng bá du lịch cho Nha Trang. Tháp Trầm Hương có lẽ là điểm check-in cuối cùng. Và bây giờ tôi sẽ nhờ bạn Việt Map Line, bạn ấy dẫn đường đến đèo Khánh Lê nhé các bạn. Đi chiều muộn để lên đỉnh đèo thì sẽ nghỉ tại một cái homestay ở đấy, một cái resort ở đấy nhỏ nhỏ thôi. Đó là ý định. Bây giờ là 2 giờ 30 rồi. Tôi sẽ chạy lên đèo Khánh Lê nhé các bạn. Tạm biệt thành phố Nha Trang. Như vậy là cũng check in được mấy điểm. Và cái thứ hai là anh em